Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái tủ điện mà mình mới ráp cho khách. Ở đây tủ điện này có cái chức năng là tự động bật đèn theo cái khung giờ quy định và tắt đèn theo khung giờ quy định. Rồi, thứ hai đó là tự động đóng mở cửa cuốn theo khung giờ mà đã cài đặt sẵn. Ở đây khách có yêu cầu là mở đèn là từ 1:30 đến 22:30, tức là mở đèn này từ 1:30 này đến 22:30 này và 7 giờ sáng này, 7 giờ sáng đến 11:30, đó là thời gian phải mở đèn, còn lại là tắt. Cái thời gian 7 giờ này đến 11:30 là nhân viên làm việc, 11:30 đến 1:30 là nhân viên nghỉ. Rồi 1:30 đến 5 giờ chiều, 5:30 á, đó là nhân viên về, nhưng mà vẫn phải mở đèn tại vì ông sếp này ông muốn làm việc thêm, ông ở đó một mình. Đó là cái thời gian mà mở đèn của ông á. Còn đây là thời gian đóng mở cửa cuốn. Cửa cuốn sẽ đóng đóng xuống là từ 5:30 đến 7 giờ sáng hôm sau. Đó là cửa nó sẽ đang đóng, và từ 7 giờ sáng đến 11:30, 11:30 là cửa nó sẽ tự động mở. Từ 11:30 đến 1:30 là cửa sẽ đóng xuống tiếp, và từ 1:30 đến 5:15, 5:30 là phải cửa phải mở. Đó, để cho nhân viên trong thời gian làm việc. Còn sau giờ 5:30 thì cửa tự động đóng. Hôm nay mình chạy mình test thử cái mạch cho ông khách đó, và đồng thời chia sẻ các bạn xem luôn. Bạn nào mà cần nhu cầu ráp cái mạch này á thì liên hệ với mình nhé. Hiện tại mình bán cái bộ này á, bao công lắp đặt luôn là 2 triệu, lấy giá rất là nhẹ nhàng thôi. Ở đây mình sẽ test tắt mở đèn nhé. Đây, thời gian này là đèn đang sáng này, các bạn có để ý cái relay này, relay đúng 10:30 là đèn sẽ tắt. Đèn tắt thì cái này nó sẽ tắt này, đấy 10:30 này, thêm thấy 10 giờ này, 30 này, đấy. Rồi tiếp tục đến 7 giờ sáng đèn tắt, đèn tắt tới 7 giờ sáng đèn sẽ mở này, đèn mở là cái relay nó sẽ sáng lên này. Đấy, ở đây ông có yêu cầu là trong thời gian mở đèn sáng thì không ai tắt được, nhưng mà trong thời gian đèn đang tắt thì bất cứ ai cũng có thể mở đèn lên cho nó sáng được, để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Rồi, đó là cái thời gian tắt mở đèn. Còn đây là thời gian đóng cửa cuốn. Thời gian đóng cửa cuốn này, đây là cửa cuốn đang đóng này, cửa cuốn đang đóng thì cái này nó sáng này. Đấy, tiếp theo chuẩn bị tới 7 giờ sáng nha, quay thời gian rất là nhanh, vì 7 giờ sáng này, 7 giờ sáng kịch đấy, 7 giờ sáng thì cửa mở lên rồi, cửa cuốn là mở, hai đèn này sáng. Bộ cái vị trí này này, đây là ba tiếp điểm đấu dây vào cái remote của cái cửa cuốn. Rồi tiếp theo, đây là giờ làm việc của nhân viên, tới giờ nghỉ trưa này, 11:30 này, 11:30 này bắt đầu đấy, đúng 11:30 thấy không, thì cửa lại đóng tiếp, lúc đó nhân viên nghỉ ngơi ở trong công ty, cửa cuốn phải đóng xuống để bảo đảm cái khỏi mất cắp. Rồi tiếp 1:15 nhá, 1:30 này, đấy 1:30 thì cửa mở lên rồi, cửa cuốn là mở, hai đèn này sáng. Và cái yêu cầu của cái ông giám đốc này á, là trường hợp cái cửa cuốn đang đóng nhưng mà vô tình cúp điện, và một khoảng 5-10 phút hoặc một thời gian nào đó trong cái khung giờ mà cái cửa cuốn đang đóng á mà có điện lại, thì cái cửa cuốn nó không được phép tự động kích mở cửa nhưng mà vẫn phải tiếp tục đóng. Đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là trong thời gian
cái cửa cuốn mà đang mở, như trong khung giờ này này, cửa cuốn đang mở này, thì vô tình cúp điện, rồi một lát sau nó có điện lên lại mà vẫn trong cái khung giờ mà đang mở cửa, thì cái cửa cuốn á, lúc cúp điện nó vẫn phải mở, và khi mà có điện lại nó vẫn phải mở, chứ không được hiểu sai. Hiểu sai đó, cho nên cái này mình đáp ứng được luôn, đáp ứng được cái vấn đề đó. Ví dụ trong thời gian này các bạn lưu ý đây là đang mở cửa nhé, thì vô tình cúp điện này. Đó, và lúc đó có điện lại thì hai cái này nó vẫn sáng đó, nó vẫn sáng và cửa vẫn mở, bảo đảm mở luôn. Rồi trong thời gian cái cửa đang còn đóng xuống này, cửa cuốn đóng xuống này, rồi vô tình cúp điện này, cúp điện thấy chưa, rồi nó có điện lại thì cửa nó vẫn đóng nha các bạn, vẫn đóng, nó không có mở. Đó là cái yêu cầu của mạch và mình đáp ứng được luôn, yêu cầu rất là khắt khe của khách hàng. Rồi các bạn có nhu cầu về cái tủ điện này nè, nhu cầu lắp đặt này á, thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại là 0901 416 526, số Zalo là 034 797 3381. Mình sẽ ráp và hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt luôn, cách đấu cái tủ này. Bảo hành cái tủ này là 2 năm. Mình ráp thì bảo đảm chất lượng luôn. Các bạn có thể sử dụng cái mạch này để điều khiển sân vườn. Đó, điều khiển sân vườn. Và thay vì đóng cửa cuốn thì các bạn có thể làm qua một cái vài ba trường hợp ứng dụng khác. Đấy. Biết đâu có bạn sẽ cần và có sáng kiến hay hơn mình. Bạn nào mà có nhu cầu ráp tủ điện nào á mà trên thị trường nó chưa có, hoặc cái mạch điện nào mà các bạn muốn cần sáng tạo thêm á, theo yêu cầu của các bạn, bất cứ yêu cầu nào thì có thể liên hệ với mình sẽ thiết kế mạch và lắp ráp luôn cho các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.